hello anh em nhé em tiếp tục theo dõi bộ truyện chứ xem truyện thì anh em xin một like và một đăng ký kênh nhé cậu các bạn lĩnh thì tiết lộ nguồn gốc khối tài sản khổng lồ của mình đi đình khốn này ba lần bốn lượt làm mình mất mặt cậu đá mình đã gọi vốn để xem tôi làm cậu mất mặt như thế nào trước mặt các bạn cùng lớp đây đây có phải là tin nhóc nhà họ đường á đến báo thù à? <laughs> Thật nực cười. Công bố tài sản. Vì bạn học này, có biết số dư tài khoản của trong thẻ ngân hàng của cậu là bao nhiêu? Cậu có bao nhiêu căn nhà và xe ô tô đứng tên mình? Tài sản cụ thể trong nhà của cậu là bao nhiêu? Đấy đều là việc riêng tư của con người. Tôi dựa vào cái gì mà phải công bố cho cậu xem đây hơn nữa tôi là một thương nhân Những thứ đó cũng là cơ bậc thương nghiệp đó <laughs> Chết tiệt Lại bị nó ngụy điểm Để lấp điểm cho qua rồi Nhưng cậu tân là phú hào Mà lại chỉ quẹt tiền cho mỹ nữ Khoe quan sự giàu có trên mạng Là sự thật không thể chối cãi Nhĩ giá trị quan Của sự bấp méo này Có phải là đúng đắn hay không đây Lỗi người như cậu có tư cách gì mà đại diện diễn thuyết ở hồ đại Đúng vậy Hình như quả thực yên tổng rất chịu chi quẹt tiền cho các MC nữ Hơn nữa là một lần quẹt tới cả trăm triệu Tới cả tỷ luôn Thật đáng sợ Mà mỗi lần thấy tin tức quà anh quẹt thẻ Tôi tức muốn chết Ồ thông minh hơn rồi Để lợi dụng lòng căm ghét của người giàu Của mình mượn sự giúp đỡ của người khác Để công kích tôi Cậu nói rất đúng Quả thực tôi có hơi Thiên vị về phú bất nhân Vì còn trẻ Nên có rất nhiều vấn đề phải suy nghĩ chưa thông Chưa thực hiện đầy đủ chức trách Trách nhiệm tương đương với xã hội Tôi tuyên bố Tôi sẽ chi ra 10 tỷ Đứng tên cá nhân Thành lập tổ chức từ thiện tư nhân Cỡ từ bây giờ trở đi Tất cả những người mắc bệnh cập tính đều có thể được chữa trị miễn phí. Trần viễn tôi Nói được làm được Wow Trần viễn Cậu có dũng khí Đáng chết Mình vậy mà lại không thể làm gì được nó no. Yên tổng là người tốt Yên tổng là tấm gương của chúng tôi Trần Việt Tại sao anh lại không tin em chứ Nếu bệnh của mẹ không chữa khỏi Mình cũng không muốn sống nữa Tạm biệt thanh xuân của tôi Tạm biệt hối tiếc của tôi Tạm biệt Trần Viện Tạm biệt Trần Viện có điện thoại gì bỏ đi chào tạm biệt gì một tiếng cũng để cho dì chặn mẹ lại alo dì đồng đồng à mẹ con được cứu rồi chúng ta không cần phải chi trả phí thuốc men nữa rồi dì à chuyện đó là sao dì nói rõ cho con nghe xem Hình như có một phú hào đã quyên góp tiền cho bệnh viện Chúng ta được chữa trị bệnh miễn phí Tên là Yên Tổng gì đó Chuyện này phát sóng lên truyền hình Chắc là không phải là giả đâu Yên Tổng là anh ấy Alo đồng đồng Còn nghe gì nói không vậy Ôi Ôi Trần Việt Em biết anh sẽ không bỏ rơi em mà Trong lòng anh vẫn còn có em Buông không rồi, thiếp không buông. Lâm Tư Đồng em xin thề ở đây, cam tâm tình nguyện, đánh đổi tất cả cho trường viện, cho dù là cả sinh mạng này. Đồ hào cảm của Lâm Tư Đồng, câu một Đồ hào cảm hiện nay là 100%. Nhầm, 100 điểm, Thư đồng à Con sao rồi Con đang Bên con đang mưa hả Sao gì lại nghe thấy tiếng sấm Trần Viễn là ai Nói gì đi thư đồng Chuyện gì vậy Dưới ban ngày mà lại có tiếng sấm Có tên trai điểu nào đó Đang thề thốt gì sao Độ hậu cảm của Lâm Thư Đồng Cộng 1 Độ hậu cảm hiện nay 100 điểm Chúc mừng ký chủ Trong số các đối tượng liếm cậu của ký chủ Đã có một liếm cậu đạt được điểm tối đa Liếm cậu này thật lòng thật dạ Bảo sao nghe vậy với ký chủ Ô địch Liếm cậu mát cấp lắm thứ đồng Không phải mình đã từ chối cô ta rồi sao Tại sao đồ hạo cảm vẫn còn tăng lên như vậy Phần thưởng 100 điểm cường hóa Tôn bộ thuộc tính cộng 5 Lần đầu tiên ký chủ nuôi dưỡng được một liếm cậu mát cấp hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn đầu thăng cấp hệ thống bản nâng cấp hệ thống này sẽ mở ra quyền truy cập vào các điểm tăng cường khi ký chủ đạt được điểm kiện hóa nó sẽ cải thiện ngoại hình sức khỏe dáng vóc hình dáng của liếm cậu hả cường hóa mệnh giá tại sao mình không thể cường hóa bản thân chẳng lẽ mình không thể đẹp trai hơn một chút sao Lâm Thứ động Chứ dù cô có là liếm cụ mất cấp tôi cũng sẽ không tha thứ cho cô Nhưng mà suy nghĩ đến điểm cường hóa và điểm công hiến Nghe điện thoại một chút cũng được Alo, có gì thì nói nhanh, tôi rất bận Trần Viễn em biết trong lòng anh có em mà Em biết mẹ em bị bệnh nên đã quyên góp cho bệnh viện 10 tỷ Cho cơ cấu chữa bệnh sau này em sống sẽ là người của anh Là ma của anh Chết là ma của anh Anh bảo em đi hướng đông Em tuyệt đối sẽ không dám đi hướng tây Cơ thể và tâm trí của em đều thuộc về anh Anh chính là chủ nhân tối thượng nhất của em Cô đã Cô hiểu lầm rồi Tôi không phải Tôi không có Ôi địch Đây là liếm cụ mất cấp đó hả Vô cùng khủng khiếp Hoàn toàn bị tẩy não luôn rồi Sau này, chuyển hóa giai đoạn liếm cổ với cẩn thận hơn. Cảm giác như trạng thái tinh thần của Lâm Tư Đồng như vậy cũng không đúng. Đáng sợ quá. Ủy, ôi địch lại ai nữa đây? Mình chỉ muốn về nhà thôi mà. Sửa ngọc mặt. Lâu rồi không gặp mặt bỗng nhiên lại gọi điện thoại tới. Vì lúc trước mình tặng cho Cô ấy một chiếc máy bay trực thăng à? Nghe nói từ sau khi cô ấy từ chức ở đội cảnh sát hình sự Cô gái này có bối cảnh thâm sâu Rất phù hợp để làm chủ tịch cho quỹ tài trợ của mình Mình đúng là thiên tài Có thể quẹt tiền còn có thể có được hậu cẩm với nhà đức Một mũi tình trúng hai đích Ui chào không phải là sở tiểu thử đó sao? có chuyện gì có thể giúp được em sao? không có gì, chỉ là cảm thấy quà của anh tặng đắt tiền quá, muốn tìm thời gian trả lại cho anh. anh có lúc nào tiện không? ôi trời, chuyện tặng quà để sau hãy nói đi. khi nào có em có thời gian anh sẽ mời em ăn cơm. Ừ, đây là trần viễn anh ta uống nhầm thuốc gì vậy bỗng dưng sao lại dịu dàng như vậy lúc trước còn lạnh nhạt với mình lắm cơ mà chẳng lẽ trước giờ Trần Viễn tiếp cận mình vẫn luôn có mục đích chứ? muốn lợi dụng bối cảnh của mình rồi trực thăng kia cũng là để hối lộ được rồi, rồi năm rưỡi chiều này ngày mai ở phòng riêng triều thị đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn nói rõ với anh được Sao cứ có cảm giác cô ấy có cái gì đó không vui nhờ Ăn phải cái gì xong Nóng trong người hả Mình biết ngay mà Con trai đều như vậy hết Sợ dĩ tận bốc nền độc Lạc mềm buộc chặt đó là vì mình có bố là bí thư Cho dù thế nào Ngày mai mình cũng sẽ từ chối anh ta rõ ràng Trực thăng cũng trả lại cho anh ta Độ hào cảm của sở Ngọc bạch trừ 10 điểm độ độ hào cảm hiện tại 80 điểm cái gì vị trời tự nhiên độ hào cảm lại tụt thế này quỹ tài trợ của mình vừa mới ra rồi nghĩ kỹ thì vẫn thiếu nhân lực chỉ một người sở ngọc mặt thôi thì không đủ vậy thì không thể mở sạp được trần việt cuối cùng tôi cũng bắt được cấu rồi Ôi vậy, lão vương Xem chút nữa Mở ơi dỗ chết ông rồi Thầy Vương à Sao lại là thầy Trần Viễn à Tình nhóc cậu trốn trốn học hơn 60 tiết rồi Cậu có còn đặt giáo viên chủ nhiệm là tôi vào trong mắt nữa không hả Thầy Vương à, thầy nghe em ngụy biện. À không, giải thích đã. Ừ, Chột dạ rồi đúng không? Sợ rồi đúng không? Thằng nhóc cậu không kiếm được tiền thì ngon à. Hôm nay tôi sẽ dập tắt nhựa khí của cậu. Thầy Vương à, thầy đến thật là đúng lúc. Em nhớ thầy chết mất. Thầy Vương, em rất nhớ thầy. Mặt trời mọc ở phía tây rồi hả? Trần Viễn trước đây nhìn thấy mình chỉ bỏ chạy Hôm nay thái độ này tốt với mình như vậy à Xem ra cậu ta Vẫn là một đứa bé thích học tập Tiền bạc không có xóa đi Trái tim đơn thuần của cậu ta Thầy Vương à Em có một lời thỉnh cầu Cậu nói đi Tôi là thầy chủ nhiệm của cậu Có gì thì cứ nói Thầy Vương à chỉ bằng thầy Làm với em đi Làm nhân viên của em Nghiệp chướng Trong mắt của cậu còn có bốn chữ tôn sư trọng đạo này nữa hay không Muốn đem thầy thu làm nhân viên Sao có lý đó được chứ Tại dư à Trước tiên đừng có gấp Thầy nghe em nói Thầy có biết em làm một hội ngân sách từ thiện Vừa hay còn đang thiếu người Thầy, thầy là chủ nhiệm của em. Em vẫn luôn rất bái phục thầy. Năng lực làm việc của thầy rất mạnh, có trách nhiệm và còn là một thân chính khí. Thầy đều đã hơn 40 tuổi rồi. Ở trong trường chẳng qua chỉ là một giáo viên chủ nhiệm. Đến ngay cả chức vụ giáo sư cũng không có. Thầy thật sự cam tâm sao? Làm với em, cái khá còn nổi chứ tiền lương trăm dạng là chắc chắn. Cô gái của thầy sắp tốt nghiệp rồi, đại học rồi đúng không? Mà mua nhà, mua xe, làm việc đều cần đến tiền. Hơn nữa, em nhớ vợ của thầy cũng không được khỏe, tiêu rất nhiều tiền. Nhưng mà tự ý tự chức đối với các học sinh cũng không chịu trách nhiệm rồi. Ai nói là bảo thầy tự chức? thầy có thể kiêm chức mà nhưng cái này có làm phân tán phân tán tinh thần và thể lực của tôi hay không sao có thể chứ bây giờ đại học có rất nhiều thầy cô giáo vừa làm tới tốc cơ vừa mở công ty cũng không thấy người ta tinh thần và thể lực bị phân tán năng lực cần lớn trách nhiệm cần lớn đúng không lão vương được rồi tôi đồng ý với cậu ông chủ à cảm ơn khen thưởng của cậu mình vốn chỉ muốn đốc thúc cậu ta học tập sao đột nhiên lại biến thành nhân viên của cậu ta rồi kỳ lạ thật nhưng mà có thể quen thì tốt rồi ông chủ à nói ra hội ngân sách của cậu vẫn chưa có tên hả cái gì mà hội ngân sách của tôi chứ đây là hội ngân sách của chúng ta tên là hội ngân sách ci như vậy cũng quá tuy tiến rồi Sơ y không phải chính là tên chữ cái đầu của Trần Viễn hay sao Ủa Đó không phải Trần Viễn ư Mà ông cụ đối diện với cậu ta là ai Trần Manh manh Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu rồi Kỳ kỳ Cậu giờ chết tôi rồi Manh manh à Giúp tôi một chuyện đi Tối nay tôi muốn ngủ với Trần Viễn Hả? Kỳ kỳ à? Cô... cô... Tôi đã nghĩ xong lâu rồi Quan hệ của tôi và Trần Viễn chắc cũng có đột phá rồi Sự mơ hoặc ở bên cạnh anh ấy quá nhiều Tôi phải giữ anh ấy lại bên mình Vào tối nay nhưng Ngọc Kỳ à, người đàn ông dễ dàng có được sẽ không biết trân trọng cô muốn. Manh manh, cô đừng khuyên tôi nữa. Người đàn ông như Trần Viễn là chỉ gặp được mà không cầu được. Sau khi sự nghiệp của tôi nổi dậy thì càng ngày càng bận, càng bận sẽ đêm dài lắm mộng. Tôi phải yêu đương điên cuồng, cuồng nhiệt một lần vì thanh xuân của mình. Trong cuộc chiến chỉ có một người thắng Nếu đã cho tôi cơ hội Vậy từng trách tôi không nể tình chị em Lát nữa Cô đi tìm Trần Viễn Hẹn anh ấy đến nhà hàng sau trường Chúng ta cùng nhau chuốt say anh ấy Được rồi Nếu cô đã nói như vậy Tôi nhất định sẽ giúp cô Chị em của mình lại muốn phát sinh quan hệ với người mà mình thích Mình còn muốn đi giúp nữa Trần Viễn Trần Viễn Kỳ kỳ nói cô ấy thấy hơi đối Chúng ta cùng nhau ra sân trường ăn cơm đi Được thôi Xin mời ba vị vào trong Trên tầng có phòng riêng kỳ hmm? kỳ dạo này em có chuyện gì sao tâm trạng không ổn à đâu có đơn giản là muốn uống chút gì thôi gặp anh cho nên vui quá thôi đó uống chút thôi nhiều vậy mà làm một chút á hơn nữa vừa đến đã gọi bia rượu đây là muốn say hay là tối nay cô ấy định cùng mình Không dễ dàng Cuối cùng cũng đợi được rồi Mình cuối cùng cũng sắp thoát được cái gửi mát trài tân rồi Thật đơn từ mông tử Bơm nổ dưới nước Con gái bọn em uống nửa chén Trần Viễn anh uống cạn đi Không vấn đề gì chứ Đương nhiên Không vấn đề gì Rất công bằng Ai sợ ai chứ anh này đã cường hóa rồi Trần Viễn à Tối nay em sẽ cho anh được chứng kiến Thánh thể tử tinh Tiểu mạnh mạnh Truyền nhân thế giới ủ rượu ra Người chiến thắng ba vương miệng Trong cái cuộc thi bia hán thành Thành viên danh dự của hiệp hội nếu rượu giang Nào uống tiếp Ừ, Trần Viễn à, sao anh lại biến thành hai người rồi? Anh có anh em sinh đôi á. Nồng độ cồn là 160%. Mình mình à, dừng lại đi, em uống nhiều rồi. Nồng độ cồn là 2%. Uống nhiều, không tới nào. Kỳ kỳ cô xem kìa, Trần Viễn có anh em sinh đôi kìa. Mạnh mạnh à, cô say rồi, Trần Viễn làm gì có anh em xin đôi chứ? nồng độ cồn 140%. Rõ ràng là anh em sinh ba mà ba trường viễn. Vậy mà vẫn còn muốn chốc xây mình. Tân này đã gục rồi, phục vụ đâu, thanh toán. Không được thanh toán, không được đi kỳ kỳ ạ à, nếu cô đã có ba trần viễn rồi vậy thì chia cho tôi một người đi có được không tôi cũng thích trần viễn được thôi ừ tôi chia cho cô một người chúng ta cùng nhau làm bạn gái của anh trần viễn đi hả thật sao kỳ kỳ thật sự có thể sao đương nhiên rồi tôi đã nhìn ra là cô đã thích trần viễn lâu rồi trần viễn ưu tú như vậy Nhưng mà tại sao cô lại muốn lừa tôi hả? Trần Viễn rất tốt như vậy, tại sao cô, các cô đều muốn cướp của tôi? Nhưng mà tôi thích anh ấy mà. Tôi không thể khống chế bản thân mình được. Cô làm lớn, tôi làm nhỏ. Chúng ta cùng nhau có được, được không? Cô cút đi, tôi còn muốn chia cùng cô đâu. Ồ, quá đi, ôn chết đi được. Nửa tiếng sau Tiên sinh đi về cẩn thận Cảm ơn Bây giờ tôi như vậy Có muốn đi nhanh cũng không thể đi được Hai người này có quan hệ được Tính là bạn Đã ráng nước hoàn toàn à? Nếu sau đêm này gặp lại nhau Thì sẽ thành cái gì đây e rằng bây giờ chở hai người say rượu này về khách sạn không thích hợp lắm chúng ta nên đi đâu ta anh gì ơi làm phiền đợi một chút xin hỏi anh muốn đưa hai cô gái này đi đâu Hử? Đi đâu? Hai người này là bạn tôi Đi đâu còn cần phải báo cáo với cô à? Anh đây là đang lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn Làm trái với ý của phụ nữ Phạm pháp đó Cái gì mà dậu đổ bìm leo chứ Đây là bạn của tôi Không được Tôi không thể để anh đưa hai người họ đi được Nếu anh cưỡng chế đưa họ đi khỏi đây Tôi sẽ báo cảnh sát Cô là ai? Quảng nhiêu tới làm gì? Ủa? Anh, anh là? Yên Tổng? Biết là tôi, chắc cô cũng yên tâm rồi nhỉ? Ờ, yên tâm rồi, yên tâm rồi. Thật sự rất xin lỗi nha. Còn xem anh là người xấu... Lâm Tổng ngồi đời quá thật còn đẹp trai hơn cả trong ảnh nữa. Nếu mà người anh ấy vác đi là mình thì tốt biết bao. chuyện gì xảy ra thế? Trần Trần Viễn tới rồi, sắp đến rồi, cuối cùng mình cũng sắp sắp được phát sinh quá ngày với Trần Viễn rồi. Không biết sẽ có cảm giác gì đây. Lần đầu tiên của mình có phải rất đau không? Ừ. Trời cao không phụ người cái lòng Kết nối bao nhiêu lầu với bao nhiêu đối tượng rồi Hôm nay cuối cùng cũng được đột phá tiến triển mới rồi Nhân lúc người ta gặp khó khăn mà tấn tới là rất không quân tử May mà mình không phải là quân tử <laughs> Anh Trần Viễn, anh về rồi hả? Ủa Ai trên giường tới đây Quay lại 6 tiếng trước Tiểu khu cầm viên Nhà của Trần Viên Đại công cáo thành Lần này mình nhất Định có thể làm cho anh Trần Viên bất ngờ Tính thời gian thì chắc anh Trần Viễn cũng sắp kết thúc buổi diễn thuyết rồi. Nếu anh ấy mệt, tỷ lệ cao sẽ về đây nghỉ ngơi. Lát nữa mình sẽ đi tắm, rồi thấy cái bộ quần áo khác, rồi ôm cây ngồi đợi thỏ. Lạc lạc, mày làm được rồi. Tối nay phải nắm bắt rồi ở đấy. Sáu tiếng sau Hả? Lật lật sợ, sợ em lại ở đây? À, em, em, em xin lỗi Anh Trần Viễn, em, à, em đi ngay đây Em hầm canh gà để trong tủ lạnh Tối nay đối nhớ đun lên lại đun lại ăn đây là bạn gái của anh trần viễn tình nhân người ta đang chuẩn bị hành sự mình lại ở đây thật đúng là chuốt vợ vào, vào thân ừ, sao lại có mùi rượu khác nữa hơn nữa ngửi rất giống với rượu mai đài mau đài hử S sợ ở đây lại còn một người khác nữa Lật lạc, lạc à, em đừng có hiểu lầm Bọn họ uống quá nhiều Anh cũng không tiện đưa họ tới khách sạn Vậy nên đưa hết tới đây Anh định ra sofa ngủ Không đúng Tại sao mình phải giải thích với cô ấy chứ Đây là nhà của mình Mình thích đưa ai về thì đưa thôi Em tin anh Em tin anh mà Anh Trần viễn anh ấy vốn không cần phải giải thích với mình mình cũng là người có cũng được mà không có cũng chẳng sao nhưng mà anh ấy như thế này thì trong lòng anh ấy nhất định rất quan mình rất là quan trọng với anh ấy ừ, uh... <laughs> Tiểu lượng số 1 đây sao không phải chứ chứ không phải <laughs> khó chịu rồi xong chuyện gì đến cũng sẽ đến cho chó ăn chè rồi Ý, mẹ ơi muốn nôn thì ra nhà vệ sinh mà nôn chứ tổng quá đi à, được rồi được rồi bớt giận đi nào chỗ này để em thu dọn cho anh trần viễn à anh đi tắm đi anh cũng toàn mùi rượu Ai trong trường cũng nói cô ấy hám tiền Vậy mà cô ấy lại làm đến thế này vì mình Lạc lạc à Anh phải làm thế nào với em đây Tiếu khu cầm viên 10 giờ sáng Chuyện gì vậy? Sáng rồi sao? Ai, giấc ngủ này cứ như đến trợn vậy Thơm quá Lật lật dậy sớm vậy Hôm qua muộn quá Liên đế từ lật lật cũng qua đây May là trong nhà có hai phòng ngủ Ngược lại là triệu chủ tịch và tiền manh manh Hôm qua quan hệ rạn nước vẫn còn chen chung một cái giường Chắc sẽ không đánh nhau rồi ha Đau đầu quá Hả? Ng người bên cạnh mình là Trần Viễn Lẽ nào tối qua bọn mình đã phát sinh quan hệ rồi? Nhưng mà sao không giống người ta nói vậy? Không đầu cũng không có cảm giác gì. Hả? À, mạnh mạnh, sao lại là cậu? Ê, mỗi sáng ra, kỳ à, cậu... Tại sao cậu lại lừa tớ Muốn cướp trời mỹ của tớ Người phụ nữ xấu xa Rồi chết Có nhớ lại hôm qua không Ôi Mình đã xanh quá Mình vậy mà lại cướp bạn trai của bạn thân Giết mình đi Xong rồi Lời này nói thẳng ra Sau này làm bạn kiểu gì nữa Bạn thân mười mấy năm mà giải tán rồi kỳ à, à, à. tối qua cậu bắt được trần viễn chưa à, tớ uống nhiều quá tớ không nhớ gì hết không nhớ gì có quỷ mới tin được cô trà xanh chết tiệt nhưng mà nếu vạch trần cô ta thì sẽ không thể làm bạn được nữa M vậy sao Thật ra tôi cũng không nhớ lắm tôi cũng uống khá nhiều Cô ta cũng không nhớ Mấy mà kỳ kỳ không nhớ Bằng không mình thực sự muốn đụng thổ cho xong Hai người dậy rồi sao Ra ăn sáng đi Tự lạc lạc Sao cô lại ở đây 30 phút sau Trần Viễn cái nhà này là từ lạc lạc tặng cho anh à ừ, đúng vậy là như thế này khi đó việc kinh doanh trên mạng của bố tớ của bố tôi gặp khó khăn trần viễn cho chúng tôi mượn một khoản tiền căn nhà này tặng cho anh trần viễn là để thế chấp tiền nợ trông cô ta cũng chẳng đẹp bằng mình nhưng mà biết chiều lòng người khác lại còn mua cả nhà cho nam sinh sao mình lại không nghĩ ra chứ mình vẫn luôn cho rằng đối thủ của mình là tiêu nhật vũ không ngờ cả hai cùng bị trộm nhà rồi xin lỗi nhanh lạc lạc có phải tối qua tôi nôn không làm phiền cô quá đúng vậy còn phiền cô nữa phải làm cả buổi sáng hôm nào cô tới nhà tôi chơi tôi sẽ tự mình xuống bếp nấu cho quan điều nên làm thôi các cô là bạn của trần viễn chuyện nhỏ thôi mà Hả? sao nghe cô ta nói kỳ lạ thế nhỉ giống như chúng ta chỉ là bạn bình thường cô ta vào trần viễn mới có quan hệ đặc biệt vậy Kỳ kỳ cẩn thận Từ lạc lạc này là trà xanh đỉnh cao Thủ độ rất cao đó Đến cả manh manh trà xanh Như vậy mà còn báo hiệu Xem ra từ lạc lạc thật sự là cao thủ trà xanh rồi Không dễ đối phó Không ngờ bọn họ lại Quan hệ khá là tốt là mình lo lắng một hồi Hai cô gái này thật là Tối qua hành tới như vậy rồi Hôm nay lại như thể không có chuyện gì Cảm xúc của con gái đúng là vô cùng đáng sợ Anh Trần Viễn Em phải đến công ty rồi Vẫn còn mấy chuyện phải giải quyết nữa Em đi trước đây Không vấn đề Em đi đi Có gì thì gọi cho anh nếu vốn không đủ, thì cứ việc gọi dành. Trần Viễn, em có chuyện muốn nói với anh. Hả? Đây là muốn bày tỏ? Người này cũng tàn nhẫn quá đi. Cô ấy vừa mới đi, mà cô đã muốn đào gốc tường rồi. Ừ, man, manh Em có chuyện gì thì cứ nói đi. Hay chị em hai người cuối cùng vẫn là vì tôi mà đầu rơi máu chảy. Là như thế này. Dạo gần đây áp thương mại điện tử dưới trướng của đại miêu chúng em đã khởi động rồi. Muốn mời anh đặt cho một cái tên. Hả? À, là chuyện này à? Đương nhiên rồi, không thì sao? Nếu mọi người đã là đại miêu Thì áp thương mại điện tử gọi là tiểu miêu đi Cái này có quá tùy tiện quá không? Không đúng Nhất định là không phải anh ấy tùy tiện nói ra Anh ấy đã mưu tính chuyện này từ sớm rồi Tên không quan trọng vắng dội là được Thương mại điện tử đó sau này sẽ do em toàn quyền phụ trách Anh sẽ đầu tư cho em 10 tỷ giai đồng đầu 10 tỷ ư? Nhiều tiền như vậy em sợ mình không làm tốt Đừng có nghĩ gì như vậy Phải tin vào bản thân mình nhiệm vụ của em chính là trong một thời gian ngắn khiến cho tiểu cho tiểu miêu trở thành áp mà mọi người đều biết không tiếc phí tụng. Vâng thưa ông chủ, em nhất định sẽ làm được. Cũng có thể mình thực sự có tài năng trong phương diện đó, chỉ là bản thân vẫn chưa phát hiện ra, mình phải tin vào mắt nhìn của của Trần Viễn. 11 giờ trưa Số cuộc xuất thân của Trần Viễn như thế nào? Dễ dàng cho mình mấy trăm triệu Bây giờ ra tay Cũng tính số hàng tỷ Đây là ngày hội việc làm ư? Cũng đúng Cũng sắp đến mùa tốt nghiệp rồi Sau khi tốt nghiệp, mình có nên thừa kế cái, cái chuỗi quán nếp của gia đình? Quán nếp của gia đình không đây. Bỏ đi, vào trong xem sao. Ừ? Đây là CI quỹ đầu tư ci gian hàng này trông phèn quá quỹ tài trợ xây tuyển dụng hơn nữa trong người tuyển dụng kia quen quen đây không phải là lão vương cố vấn khoa viện văn học của chúng ta sao sao lại ngồi để tuyển dụng mau đi thôi vừa nghe quỹ tài trợ là đã thấy hệ thống công ích rồi chắc cũng không phát lương đâu cố vắng khoa của viện văn học sơ y chẳng lẽ quỹ tài trợ này có liên quan đến trần viễn ư chào thầy vương em là sinh viên năm tư của viện mỹ thuật từ lạc lạc à chào em từ lạc lạc ừ. xin hỏi quỹ tài trợ sơ y mình là quỹ từ thiện do học sinh trần viễn đã đầu tư 10 tỷ xây bệnh viện ở hán thành hay sao Em đúng không sai Bạn học em rất nhạy bén đó N Nếu em muốn tham gia vào quỹ tài trợ sư Có lẽ sẽ cần điều kiện gì đó Không biết em có phù hợp không Từ lật đặt à Tôi nhớ ra em rồi Kỳ thi mỹ thuật còn lấy được phần thưởng Em hoàn toàn có đủ tư cách để tham gia phơi nắng cả một buổi cuối cùng cũng đợi được lúc này nhất định phải giữ được em ấy trông xinh đẹp như vậy nhất định có thể thu hút được những sinh học sinh khác đừng thấy chúng tôi mới sáng lập đơn giản sơ sài nhưng mà tôi đã nộp đơn lên lãnh đạo nhà trường rồi rất nhanh thôi chúng tôi sẽ có một nơi chuyên môn riêng bây giờ em sẽ thăm sẽ gia nhập thì sẽ là lão thành em đồng ý gia nhập nhưng mà chuyên ngành của em là mỹ thuật có lẽ sẽ không phù hợp lắm phù hợp hay không cậu chưa nói à em có thể giống tôi tiến hành công việc tuyển dụng trước chúng ta tuyển dụng nhân tài quỹ tài trợ sơ y tuyển dụng D dạ được ạ à. mặc dù có hơi đường đột nhưng mà gia nhập quỹ tài trợ... Sẽ có thể gần trường viễn thêm một chút rồi. Bằng không, sau này anh ấy và các cô gái khác nói chuyện công việc. Mình cũng không chen miệng vào được. đều lật lật à. Thầy cô có chuyện phải đi giải quyết. Em tạm thời thay thầy tiến hành tuyển dụng nha. À, nhưng mà không những gì gì cả bây giờ em là giám đốc nhân sự thầy tin tưởng của em em có thể làm được hả đây là đang bảo mình tuyển dụng á mình là giám đốc nhân sự công ty quỹ tài trợ sự y tuyển dụng cứ cảm thấy chuyện này có hơi đáng ngờ đổi tên đi chuyên nghiệp một chút quỹ tài trợ từ thiện yên tổng chính thức tuyển dụng quỹ tài trợ yên tổng chẳng lẽ là yên tổng kia sao bạn ơi quỹ tài trợ của yên tổng đang tuyển người đúng, đúng vậy hôm qua yên tổng đã tự đầu tư 10 tỷ làm từ thiện tiền vốn của quỹ sẽ do quỹ tài trợ xì của chúng tôi quản lý vì vậy chúng tôi Wow thật sao thật sao chị ơi đây là cv của em tôi cũng muốn tôi cũng tôi đến trước chị lạc lạc à em cũng là sinh viên viện mỹ thuật cho em đi cửa sau đi bên kia có chuyện gì vậy sao nhiều người thế hình như là quỹ tài trợ của hiền tổng đang tuyển người đó hôm qua không phải nói muốn đầu tư 10 tỷ cho quỹ từ thiện à tức là giàu có hống hách so với chúng ta ờ, anh à công ty trách nhiệm hữu hạn s sinh viên khó này được Dựa vào cái gì mà tôi không được chứ. Tôi cũng phải đi ứng tuyển đây. Hả? Anh, anh là đang đi tuyển người mà. Cửa bóp riêng của triệu thị. Thời gian suýt soát rồi. sợ tiệm thư, tôi đến rồi. Cô đang ở đâu? Đây là sở ngọc mặt. Trong ấn tượng của mình hình như cô ấy đâu có đẹp như thế này chứ. Dù. Trần Viện, mình thật sự vừa yêu lại vừa hận cái người nam nhân này. Anh Tuấn sáng người, tài năng xuất sắc, Mỗi một xem trên người đều khiến mình mơ mẩn. Một cm trên người ư Nhưng mà anh ta tiếp cận mình lại là vì bối cảnh thân phận của mình Mình nên từ chối anh ta như thế nào đây? Trần Viễn, anh nghe tôi nói Sợ ti thư đừng vội, ăn cơm trước đã anh ta có ý gì đây hẹn mình ra đây chỉ để ăn cơm thôi sao nhà của chủ tịch triệu là một tiệm ăn cũng khá sang trọng mùi vị không tệ trần viễn anh tìm tôi có chuyện gì anh hẹn tôi ra đây chỉ vì muốn ăn cơm thôi sao lần này hẹn cô ra đây quả thực có chuyện muốn tìm cô giúp đỡ chuyện gì anh nói đi trong khả năng làm được tôi có thể giúp anh nhưng mà bảo tôi làm cái gì trái với lương tâm hay là quá giới hạn thì không được mặc dù đã dự đoán được trước nhưng mà anh ta mở miệng nói ra như thế này vẫn khiến cho mình có chút thất vọng còn có phi cơ lần trước mà anh tặng tôi hy vọng anh có thể lấy lại nó tôi sẽ không nhận nó tôi hiểu rồi cô đừng gấp sau này cô phải dùng đến phi cơ thôi tôi không dùng nổi đâu nếu anh tặng anh vẫn còn muốn tặng thì chúng ta tuyệt giao à, được rồi được rồi thật sự phục của rồi chắc cô biết gần đây tôi có lập một cái quỹ tài trợ từ thiện nhỉ Đương nhiên tôi biết Hôm qua tin tức cũng đưa rồi Nhưng mà liệu anh có nghĩ rằng Số tiền 10 tỷ đó của anh Thực ra không đủ Đừng nói anh còn muốn xây dựng 10 cái bệnh viện nha Mà số lượng bệnh nhân Bị bệnh Không có khả năng đi khám bác sĩ Nhiều hơn so với dự liệu nhiều Nếu tin tức có thể được khám miễn phí Truyền ra ngoài tỉnh Nhưng mà bệnh nhân từ nơi khác đến anh định từ chối hay là thu nhận? Nếu từ chối, thì sẽ gây ra cái làn sóng dư luận không? Có rất nhiều chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu. Nói đúng lắm, nói rất hay. Cô có thể đối ra những câu đó xem ra tôi không tìm nhầm người. Mặt mặt, tôi muốn mời cô đảm nhận chức vụ chủ tịch quỹ tài trợ của tư thiện toàn quyền kiểm soát nguồn vốn lưu động của quỹ hả anh ta không muốn dựa vào quan hệ mà muốn mình làm chủ tịch của quỹ tư thiện ư tôi cô đừng từ chối vội tôi tìm cô là có nguyên nhân tôi tặng phi cơ riêng cho cô cô không cần đây là biểu hiện của người cấp phẩm cách cao thượng. Cô tự là cảnh sát hình sự, có tinh thần chính nghĩa. Hơn nữa cô vừa mới từ chức, vừa hay tiếp nhận một công việc mới. Chỉ cần chỗ tiền đó có thể giúp đỡ được những người mắc bệnh, thì bọn họ cảm ơn hay là khiển trách tôi. Tôi không để tâm, những gì tôi làm không thẹn với lòng là được. Cho nên hôm nay anh hẹn tôi ra là chính là vì chuyện đó thì ra anh ta đang thử mình nữa tâm hệ của anh ta là các nhóm xã hội yếu thế mình lại hiểu lầm anh ta muốn tạo quan hệ đi cửa sau mình thật là thiển cận quá đồ hào cảm của sở ngọc mặt cộng mùi Tôi wow, Cảm hiện tại 90 điểm Xin lỗi Trần Vi Lúc trước là do tôi hiểu lầm anh Hả? Hiểu lầm Nhưng tôi chỉ từng làm cảnh sát hình sự Thực sự có thể quản lý tốt số khoản tiền đó sao? Chuyện đó cô không cần lo Cô chỉ cần đảm bảo rằng Mỗi khoản tiền đều được chi tiêu đúng chỗ là được Chuyện tiền nông cô hoàn toàn không cần lo lắng. Ở đây có 10 tỷ, mặt mặt, cô cầm lấy đi. Tối nay tôi sẽ đưa cô đi gặp những người khác của đoàn thể chúng ta. 10 tỷ, anh ta cứ cho mình như vậy sao? Đồ hào cảm của Sở Ngọc Bạc Cậu Một Đây chính là cảm giác được người ta tính nhị mưa độ hậu cảm của sở ngầm mặt cộng 1 Độ hậu cảm hiện tại 92 điểm Hơn nữa anh ta vừa gọi mình là Mặt mặt Rõ ràng nhỏ hơn mình Nhưng mà lại gọi như vậy Ghét quá đi Hay thật Đã muộn như vậy rồi Alo Từ lần lạc, lạc đúng không Tình hình tuyển dụng như thế nào rồi? Thầy Vương à Tuyển dụng cũng tính là khá thành công Nhưng mà có vài chuyện liên quan đến tiền lương Cần phải làm rõ Cần thầy tới làm rõ Địa điểm tuyển dụng của chúng ta đổi sang trung tâm hoạt động rồi Thầy có thời gian thì tới đó một chuyến nhé Trung tâm hoạt động Sao lại đổi chỗ rồi? Ai, người trẻ tuổi làm việc thật là hấp tấp à. Địa điểm tuyển dụng sao nói đổi là đổi được chứ? Nơi hẻo lánh như thế này ai mà nhìn thấy được? Ừ? Chào thầy Vương. Cái gì? Chào thầy Vương đồng quá gì? Sao mà nhiều người thế Từ lật lật à Đây đều là do em tuyển hả Ờ à, đúng vậy thầy Vương Thời gian gấp gấp Chỉ có từng này thôi Thầy Vương Thầy cứ phê bình em đi ạ à. Ờ à, sao em làm được vậy Chuyện đó thì May mà có hội học sinh sau khi bọn em tuyển được mấy thành viên trong hội học sinh thì bọn họ làm trung tâm lấy bọn họ làm trung tâm lan truyền tới toàn bộ những học sinh cũng như toàn bộ học viện trung tâm truyền thông rồi hội học sinh rồi hội hiệp hội thanh niên tổ chức học sinh rồi phía tiếp theo là hội học sinh một người lan tới hai người rồi hai người lan tới một nhóm rồi tổng cộng hơn khoảng một nghìn người Lạc lạc không phải nói là lương đại ngộ vẫn đang chờ xử lý sao Đạp gió rẻ sóng tạo nên phi thường Quỹ tài trợ tuyển dụng mức lương 8k cộng Chuyện đó các bạn hỏi em về vấn đề lương đại ngộ Vậy nên em chỉ biết đại khái cái con số thôi Mà mức lương này chắc không tính là cao ha Như vậy mà còn không cao à Tội bà đã chứ làm hơn 10 năm mà vứt vương chúng chỉ có 8 ngàn thôi Em thực sự không làm chủ gia đình Nên không biết củi, gạo, muối rất là đắt à Nhiều người như thế này riêng chi phí Lao động đã là một khoản chi phí rất lớn rồi Giờ phải làm sao đây Chuyện đến đây kết thúc rồi Đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình ra những video hay và hấp dẫn hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt.